Hello, xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đến với một chặng hành trình ngày hôm nay với chúng tôi. Ngoài những món ăn ngon sẽ là những câu chuyện chia sẻ rất là thú vị đến từ một trong những cô đào thương dễ thương đáng yêu, gương mặt xuất sắc, đài từ chuẩn chỉnh, bên cạnh đó là tài năng rất trẻ của cô ấy sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Đó chính là diễn viên Hoàng Vân Anh. Xin mời. Chào Vân Anh. Dạ, chào anh. Bắt cả cái nè, bắt cả cái nè. À, Vân Anh nè, thì không biết là em có cái chế độ dinh dưỡng gì trong việc ăn uống? Dạ, đúng là em phải giữ gìn vệ sinh trong ăn uống. Đúng, đúng. Phải cẩn thận khi mà mình ăn uống. Nhưng mà em lúc nào nghĩ đến chuyện ăn uống, em cũng như là một cái tâm hồn rất là thoải mái, một tâm hồn đẹp trước ẩm thực. À, cứ món ăn ngon là mình phải nâng niu và thưởng thức nó. Anh cũng vậy. Em ăn rất là vui vẻ, rất là tự nhiên, không có hạn đúng chế rồi. Bất cứ một cái gì hết. Dạ, dễ ăn quá. Rồi bây giờ xin mời Hoàng Vân Anh vào phòng khách nha anh. Mời anh. Nói tới tên em, anh mới nhớ là hình như em có duyên với chữ Hoàng lắm luôn á. Anh nữa. Bởi vậy bữa nay anh mặc màu vàng là như Hoàng này không? Hoàng Vân Anh thường xuyên hợp tác và cũng như là được thể hiện tài năng của mình trên các sân khấu như là Hoàng Thái Thanh chẳng hạn nè. Rồi những bộ phim truyền hình khác nữa. Thì với cái lịch diễn nó cũng khá là áp lực á. Thì làm sao để em điều tiết được chế độ ăn dinh dưỡng của mình và ăn uống của mình? Diễn viên mà trời ơi, tranh thủ lúc nào là ăn lúc đó đó. Đúng rồi anh. Em ăn uống rất là thoải mái. Tuy là giống như lịch làm việc cũng có hơi nhiều, nhưng mà em lúc nào nghĩ cái là em ăn. Em ăn bất kể những gì mà có thể làm cho mình vui hơn. À, ăn mà vui hả? Ăn cái gì vui ta? Cái này không biết là khuyết điểm hay là ưu điểm nữa. Ủa? Mà là em rất thích uống nước có ga. À đúng rồi, nước ngọt có ga. Nói chung là Hoàng Vân Anh là hảo ngọt. Dạ. Nhờ cái ngọt đó mới tích tụ được năng lượng của mình, lúc nào cũng vui tươi hơn. Bây giờ sẽ là phần vui nè. Dạ. Xin chào mừng quý khách đến với nhà hàng của Khẩu vị ngôi sao. Xin mời quý khách hãy đặt hàng đi. Hai món ăn ngon mà quý khách ngày hôm nay muốn được thưởng thức. Xong rồi ạ. Và bây giờ xin mời Hoàng Vân Anh cùng với quý vị khán giả, chúng ta chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay, Trung Phương và Thanh An. Đây, ôi trẻ quá. Rất trẻ. Chào các bạn, mời hai bạn ngồi. Trung Phương, Thanh An ha. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình để Hoàng Vân Anh hiểu rõ nè. Xin chào mọi người, em tên là Trung Phương. Công việc hiện tại của em đó là diễn viên và biên kịch. Trời vậy luôn hả? Trời, trung ngành, trung ngành. Giỏi vậy. Giỏi vậy, trẻ quá. Đó là Phương ha, mời bạn. Dạ, em chào anh Hoàng, chào chị Vân Anh. À, em là Thanh An, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn Lang và hiện tại đang là người dẫn chương trình. Trời ơi, hèn chứ nghe đài từ nghe mượt mà, nghe ngọt ngào, nghe nó thu hút hết. Ngày hôm nay Phương và An đến đây không những là gặp bạn Hoàng Vân Anh mà còn là chứng tỏ mình là một người con trai trẻ và biết nấu ăn nữa. Dạ. Thì con có hay lo lắng không? Lo chứ anh. Lo hả? Tại vì trước giờ em có nấu ăn cho ai ăn chưa? Dạ rồi. Ai vậy? Em nấu cho ba mẹ em mọi người vẫn khỏe chứ? Dạ, dạ khỏe. Còn em? Em không có thường xuyên nấu ăn lắm vì hiện tại đang là sinh viên cho nên là hay gọi cơm hộp về ăn. Nhưng mà giống chị Vân Anh một điều đó là hay ăn đồ ngọt, nấu được những cái đồ ngọt cho nên là chị Vân Anh cứ yên tâm. Chờ xem, mong lấy con trẻ. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về gu ăn uống của Vân Anh nhé. Hoàng Vân Anh sẽ có 5 cái từ khóa tượng trưng bởi 5 con số bí ẩn. Với mỗi 5 con số bí ẩn này thì chúng ta sẽ trải qua 5 vòng thử thách khác nhau. Không biết thử thách đầu tiên số 1 là gì đây? Câu hỏi, à cầm bảng lên trả lời câu hỏi nào. Nghệ An có gia vị nào nổi tiếng? A. Nước mắm. B. Tương. Và C. Mắm tôm. Hết. Nước mắm. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bạn Phương chọn mắm tôm. Bạn An chọn tương. Nghệ An đặc sản nổi tiếng nhất là tương. Chúc mừng Thanh An. Tương là một trong những sản phẩm truyền thống của người dân Nam Đàn, Nghệ An. Nguyên liệu chính của nước tương Nam Đàn được làm từ đậu nành. Ngoài đậu tương, thành phần không thể thiếu đó chính là mốc, một trong những loại men được làm từ nếp hoặc ngô, ngâm với nước chè xanh, sau đó đưa ra phơi khô. Tương Nam Đàn là món nước chấm gia vị không thể thiếu khi thưởng thức những món như thịt dê cho đến những món ăn dân dã khác như rau, khoai luộc, muống luộc cho mỗi gia đình. Như vậy là 1-0 đang nghiêng về cho bạn An. Nội dung bên trong ẩn số 1 là cách để ăn nhanh. Trời ơi, hay ta, đúng với tính cách của em luôn á. Em ăn nhanh bằng cách nào? Em không cần nhai, em nuốt luôn. Không, hồi thật sự hồi nhỏ em ăn rất là chậm. Ờ, em bé mà. Không, em ăn chậm cho đến lớp 6, lớp 7 lận. Trời. Bạn qua rủ đi học ở ngoài cửa sổ nói đợi tôi một chút. Tôi ăn xong rồi tôi ra là em với bạn em cùng đi học trễ luôn đó.
Nhưng mà có một cái món ăn, ăn cơm với cái món đó thì là em ăn rất là nhanh. Món gì ạ? Món canh chua. À, thì ở nhà Hoàng cũng có một bé, bé ở giữa ăn rất là chậm. Cái cách mà tốt nhất là cứ đúng 30 phút thôi. Bữa ăn đó ba sẽ cho con 30 phút. Giờ con ngậm một muỗng hay con ngậm 3 muỗng hay con ăn hết chén là tùy con. Nếu con ăn 30 phút mà chỉ được có 3 muỗng, ok, dừng bữa ăn đó. Hoàng cất cái số đồ ăn đó đi. Bé sẽ cảm giác bị đói. Và đến buổi chiều là bắt buộc bé phải ăn nhanh thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung thử thách thứ hai nha. Thử thách ưu tiên, không cần phải trả lời câu hỏi mà là chơi trò chơi. Đây sẽ là một cái thử thách rất là khó và nó mang tính chất khá là trưởng thành. Quánh tụi tì 3 lần à. Hai tháng 2 lần rồi đó, ưu tiên vậy thôi. Vô bài em ơi. Ủa vậy luôn hả? Dạ, có ai mà qua là em. Trời ơi, ơi. Ơi. À, hai người tự hô với nhau đi. Hai ta, một hai nè, ba nè. Một, một không nghiêng về cho An. Hai, ba nè. Huê. Huê, một đều. Và hai nè, ba nè. Wow, ghê vậy. Vậy là An thắng rồi. Ẩn số đó chính là ăn một lần rồi thôi. Ủa, người ta nói yêu một lần rồi thôi, yêu này ăn lần thôi à. Là có một món em đã từng thưởng thức rồi nhưng mà em ngưng luôn. Ngưng luôn, bỗng nhiên ngưng luôn. Cũng hồi nhỏ luôn nha, trời hồi nhỏ sao có nhiều vấn đề về ăn uống lắm. Mà một khi mà thích cái món nào là ăn xối xả, ăn cho đến khi nào mà ngưng thì thôi. Dạ dạ. Là không ăn được nữa luôn, là coi như vô vị với món đó luôn. Còn là cái món trái này. Vải, cái trái vải đó là đã lâu rồi không đụng tới nữa, không tìm hiểu về nó nữa. Tại sao vậy? Hồi đó cũng cỡ 6-7 tuổi gì đó, em ăn 1kg vải một mình em. Một mình em, 1kg vải một lần một duy nhất đó. Một lần một duy nhất. Rồi cảm ơn bạn không thích ăn vải. Dạ. Và bây giờ sẽ là nội dung thử thách thứ ba. Câu hỏi, rồi. Ê, câu đố vui nha. Giữa đám lá mướt xanh, treo từng chùm chuông nhỏ, trắng xanh và hồng đỏ, bừng sáng cả vườn quê. Đó là cây gì? Cây gì mà có cái màu xanh nè, có màu trắng, có màu hồng đỏ mà nhìn giống cái chuông ta. Rồi 3, 2, 1, xin mời đáp án. Ồ, bạn An thì trả lời là nho, bạn Phương trả lời là mận. Đúng vậy, mận mới là hình cây chuông. Ê, số 3 mang từ khóa là món chay bạn nấu. Không biết sao nha, cái duyên á, em chơi toàn là bạn mà thích ăn chay không à. À, có một chị bạn, hôm đó là chị đã nấu cho em món nấm kho tiêu. Ồ, nấm rơm á. Trộn súp với cơm ngon xuất sắc. Đúng à. Rồi, không bao giờ quên cái món nấm kho tiêu. Rất ngon, rất ấn tượng. Ngon. Đó là một món chay làm cho em rất là ấn tượng ha. Và bây giờ sẽ là nội dung thử thách thứ tư. Là gì đây? Câu hỏi tiếp. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức ẩm thực. Xin mời Phương và An. Cơm lam là món ngon ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng cơm lam Hà Giang ngon, nổi tiếng, có tên gọi là gì? A. Bắc Mê. B. Xoài Lâm. C. Na Phù. Hết. Món cơm lam ở Hà Giang lại có một tên gọi riêng. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bạn An thì chọn là Na Phù, bạn Phương thì chọn là Bắc Mê. Chính xác luôn, Bắc Mê. Hay thiệt, nếu đến với Hà Giang mà không được thưởng thức cơm lam Bắc Mê thì quả thật rất đáng tiếc. Cơm lam ngon dẻo, vị thơm quyện cùng với mùi lá dong, lá chuối nướng rất hấp dẫn. À, chúc mừng bạn, như vậy là tỷ số 2 đều rồi. Hấp dẫn ha. Ghê. Và bây giờ sẽ là nội dung bên trong ô thứ tư. Từ khóa là sang trọng tại gia. Em sống một mình thì mấy bạn em hay qua nấu ăn lắm. Tại cái món này nó khó, là món tôm hùm, làm tôm hùm ở nhà. Trời ơi, sang giờ tôm hùm luôn. Tại vì thường ăn mấy món này nó rất là cầu kỳ. Mà bạn em thích nấu đồ tây. Đó, chắc bưng nguyên lò qua làm cho em ăn nè. Không, nhà em có sẵn. Trời ơi, giàu thiệt chứ, hay quá. Chỉ cần gia vị rồi. Gia vị này nọ thôi. Món ăn thôi. Đút vào lò ngay. Bạn em chỉ em làm, thật sự là làm em mới biết là khó đến như vậy. Rồi có 4 con, 2 con nướng muối, muối hồng Himalaya. Đó, nghe thèm quá. Rồi còn 2 con là món phô mai. Lần đầu tiên mà em cảm thấy thưởng thức được một cái món ăn mà tại nhà mà nó cầu kỳ mà nó vẫn rất là ngon. Giờ sẽ nóng hơn nữa, bởi vì thử thách cuối cùng nó cam go lắm. Nó cũng quyết định xem ai là người giành được quyền ưu tiên nha. Thử thách đó chính là thử thách đối kháng. Nào, chúng ta bước ra đối kháng với nhau. Trước mặt chúng ta, mỗi bạn là một phần kẹo. Ôi, kẹo xốp này thơm ngon lắm, nhưng mà không phải để ăn, mà là hóa thân vào tấm cám. Để dùng đũa gấp, mình phân loại ra với 4 màu khác nhau của số kẹo này. Ai
xếp ra gọn gàng, chính xác, hợp lệ trong thời gian ngắn nhất, người đó thắng cuộc. Vậy thôi. Chờ đợi xem hai bạn có khéo tay hay không nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, dùng đũa nha, chúng ta dùng tay không nha. Chúng ta có màu xanh nè, màu gì nữa cưng? Màu hồng. Đúng rồi, màu trắng nữa nè, màu gì nữa? Ủa hết rồi mà, à, màu vàng. Vàng đó, màu vàng hen. Trời ơi, bên Phương cũng khéo quá nè. Để còn xếp theo hình sushi cho hình cột trụ đứng lên nữa chứ. Còn Minh An thì nhanh tay hơn, cứ gấp rồi đúng màu là được. Thấy không khoan thai quá ha. Giống như là mấy thi sĩ ngày xưa làm thơ vậy đó. Trời ơi, còn bạn An nhìn giống mấy cô mấy thím ngoài chợ ghê không? Dạ, nhà thơ à, người ta thắng rồi à. Chúc mừng An, như vậy là quyền ưu thế đã thuộc về bạn rồi. Nhưng mà trước khi tận dụng ưu thế này, chúng ta khám phá xem là từ khóa cuối cùng là gì nào. Đó là chữ đặc biệt à. Em đã từng để một lon nước ngọt, nấu một tô mì gói, em để kế nhau. Sau đó là em mơ màng, sau đó nước sôi rồi thì em không đổ. Em lấy nước ngọt em đổ vô mì luôn. Rồi em hết ăn luôn. Trời đó ơi, cũng là một điều đặc biệt. Wow, cảm ơn điều đặc biệt của Hoàng Vân Anh. Như vậy chúng ta đã trải qua được 5 cái câu hỏi. Riêng với câu từ khóa là món chay bạn nấu á, thì cái câu đó là có huy hiệu thần bếp. Huy hiệu thần bếp đã thuộc về bạn Phương. Như vậy là quyền ưu tiên á, thì thuộc về bạn An. Nhưng mà huy hiệu thần bếp lại thuộc về bạn Phương. May quá, vậy là cũng khá là cân bằng đấy. Em có huy hiệu thần bếp, em muốn sử dụng bất cứ trường hợp nào cũng được. Thậm chí ngay lúc này em ngang ngược, em nói sử dụng luôn huy hiệu thần bếp. Em giành lấy quyền chiến thắng của bạn ấy cũng được luôn. Nhưng mà chỉ được một lần duy nhất thôi. Thôi để em thủ đi. Thủ là sao? Em sẽ sử dụng để trong lúc mà thử thách ra. À, như vậy là để em sẽ giành quyền. Yeah. Lúc mà thử thách diễn ra em mới sử dụng huy hiệu thần bếp. Rồi, ok, chấp nhận. Em hai món ăn nha. Ngày hôm nay Hoàng Vân Anh đang muốn thưởng thức một trong hai món ăn này là từ bàn tay của em. Em lựa chọn đi. Xin phép Vân Anh nha. Nấm kho tiêu hoặc là canh chua. Bạn tự tin với món nào và bạn đã từng nấu món nào thì mình chọn món đó. À, trong hai món này thì em chưa nấu món nào chưa? Trời, sinh viên mà chưa nấu canh chua luôn hả? Nhưng mà sao em lo quá? Vì là người miền Tây, em ăn nhiều về canh chua hơn cho nên là em chọn canh chua. Ồ, đúng rồi, canh chua ha. Rồi, canh chua. Mời Vân Anh. Dạ. Đó, trao cho bạn ấy. Rồi, như vậy là nấm kho tiêu thuộc về em rồi. Mặn mà, đậm đà nha. Đậm đà. Món tủ. Tủ, tủ. Ủa, tủ luôn hả? Tủ. À, cái kho là tủ. Mẹ em truyền lại, em thích ăn chay. Ồ, vậy luôn đó hả? An ơi, chọn gian bếp đi. Bên trái hay bên phải theo hướng nhìn của khán giả? À, em chọn bên phải. Bên phải đi ha, là góc bên xa xa đằng kia. Rồi, bên trái sẽ được thuộc về em. Nhưng mà không biết cái địa hình nó sẽ trắc trở ra sao. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Tại gian bếp chúng tôi đang có rất nhiều điều thú vị. Điều đầu tiên thuộc về gian bếp với sự lựa chọn của bạn An ha. Em chọn bên phải mà. Dạ. Mát không cưng? Mát, nhớt nữa. Đó là phần nha đam được lót ở phía dưới chân của bạn ấy với đồ ủng đặc biệt này. Rồi bên gian bếp của... Chà, khó à. Khó. Tại vì hai cái ly này em phải giữ thăng bằng nha. Không được làm rớt ly với đôi chân vịt này. Nhưng mà biết sao, bên em á, dụng cụ đẹp, to, nó vừa đủ, đúng như cái kích thước bàn tay của em. Bên đây dụng cụ đâu. Trời ơi, nấu chừng nào mới xong. Trời đó. Ơi, tiêu rồi. Lựa bên bếp Phương Hải làm chi, dở khắc nghiệt quá nè. Nhưng mà em nghĩ là anh thương em, họ anh cho mượn. Không, thân ai nấy lo nha. Dạ. Thông báo với Hoàng Quân Anh, hai món ăn với những nguyên liệu vẫn chưa đầy đủ. Ủa, vậy hả? Đang thiếu hai nguyên liệu chính. Để có được hai nguyên liệu chính này tùy thuộc vào sứ mệnh của em. Em có hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Ăn có ngon hay không? Em là còn sức khỏe dồi dào hay không? Là do em. Em phải vượt qua được hai thử thách của chương trình thì mới được đem hai nguyên liệu chính về cho hai bạn An và Phương nha. Sẵn sàng chứ? Dạ, em sẵn sàng. Xin mời. Bye bye. Đây là thử thách đầu tiên dành cho Hoàng Vân Anh nha. Giống như là các bé ngày xưa để phân biệt đồ vật đó mà. À. Dễ lắm. Đây, dạ, đầu tiên xương xương nhẹ nhẹ trước đi. Đây. Với cặp đôi này, đâu là trái chanh, đâu là trái quýt? Có gì ghê gớm không anh? Chứ đơn giản mà. Thì đó, mở đầu vô cho em làm khởi động thôi. Nè, trái chanh. Trái chanh đây. Nè, trái quýt. Chỉ gì nữa, dễ đúng không? Chúng ta có 9 cặp khác nhau, em chỉ cần đoán trên 7 cặp là em thắng. Rồi đây, tới này. Đó, bắt đầu khó khó đó. Đâu là rau kinh giới, đâu là rau tía tô?
hay là tía tô, và đây là rau kinh giới. Rồi, chính xác. Chắc là con ăn phở nhiều. Đâu là con lươn, đâu là con cá chạch? Đây là con lươn, đây là con cá chạch. Giỏi, chính xác. Cái này mới ghê. Nâng cấp độ lên nào. Đâu là cà phê, đâu là coca? Em chỉ được nhìn thôi. Sở trường, sở trường. Nhìn. Gần em nhất là nước ngọt. Nước ngọt. Bên kia là cà phê. Họ giỏi. Rồi, cặp tiếp theo là cặp này. Đâu là nước ngọt, đâu là nước mắm? Trời ơi, chắc em phải giả bộ nói sai quá à. Chứ bây giờ em thấy rồi, giờ làm sao? Vậy hả? Gần em nhất là gì? Gần em nhất là nước mắm. Nước mắm. Xa em nhất? Nước ngọt. Rồi, tới cặp tiếp theo. Đâu là cà phê, đâu là nước tương? Thôi bây giờ em nói đại, vì em thấy bên đây nó đặc đặc hơn thì có thể là nước tương. Còn bên đây loãng hơn là cà phê. Chứ cái hai cái màu nó thật sự là giống nhau, rất là đậm đặc. Được, anh thử rồi. Cạn ly. Ủa? Đây là luật của chương trình anh? Thiệt mà. Ổn đi. Thôi, hết nha. Vậy là em đúng rồi hay sao? Hết luôn. Hết mà. Hết đi. Anh uống trước đi. Của anh cà phê đó, anh uống đi. Trời, biên tập sao biên tập không phá đường vô? Không có đường. Đúng rồi, em đang đúng rồi đó. Em là nước tương. Bây giờ cái thứ bảy nè, em mà đoán trúng cái này coi như là hai cái này không còn giá trị nữa. Đâu là sữa tươi và đâu là sữa chua? Anh mới cười em đúng không? Đúng rồi, anh mới cười chọc em á. Trong cái lúc mà anh cầm lên á, anh cầm nhẹ một chút. Thật sự là hình như đây là sữa tươi nè, nó lãng hơn nè. Anh gian nha. Đây là sữa chua. Cạn ly. Nữa hả? Nữa chứ. Anh lại cạn sữa chua nữa. Anh nổi luôn. Em trời lấy tôi muốn rồi. Đáng sao mới trời. Tại anh cầm lên trước á. Không sao hết. Cạn ly không anh? Tiểu mũi, cạn ly đi. Cái này là uống úp ly luôn nha. 2, 3. Nói chung là cà phê có sẵn rồi, trộn chung với sữa chua, hành cà phê sữa trống rồi. Rất tốt. Như vậy là em đã đoán chính xác, rất giỏi ha. Như vậy là ở thử thách đầu tiên em đã hoàn thành được là một trong hai nguyên liệu chính sẽ được mang về cho hai bạn. Em chọn món nào đây? Đang thiếu nấm và me. Bây giờ em ưu tiên cho bạn nào? Nấm quan trọng hơn. Nấm quan trọng hơn. Rồi, đem với nấm về cho bạn Phương đi nào. Chị không thấy cây dao em nhỏ xíu hả chị? Đây cho qua con dao đó. Chị không biết, nhưng mà với chị thì nấm quan trọng hơn. Em cảm ơn chị. Chúc mừng em. Nhưng mà canh chua không thể thiếu me được. Em phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ hai nào. Lại đây. Chơi nữa hả anh? Nữa. Cởi giày ra. Đường đua của em chơi rất đơn giản. Đầu tiên em sẽ di chuyển trên một cái chặng đường nó rất là trơn trượt. Sau đó để hai tay ra sau lưng, chỉ cần cắn vô cái bánh nuốt là được, không cần ăn hết cái bánh. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, xin mời. Chưa có ai té đúng không anh? Không ai té. Suốt có ai chơi trò này mà té chưa? 18 mùa của khảo cổ vũ chưa ai té. Anh đẩy mới té thôi chứ chưa ai té. Thiệt. Trời đất, nãy giờ thương. Em cũng ổn định với anh đúng không? Mà tính là té. Hù mới té. Thiệt, hù nó mới té. Nhưng mà trơn thiệt nha mọi người. Trơn mà, trời. Sao vậy? Nhăn dữ hả? Em sợ gì vậy? Em sợ té thiệt. Sao càng ngày càng trơn vậy anh? Thì ai biết. Anh làm gì vậy? Anh xô em à? Em nghĩ anh tiểu nhân vậy luôn á. Rồi đứng trước mặt đi cho yên tâm được chưa? Ủa em được dịnh cái này không? Không, đã nói chắc ta xô lưng mà. Chứ bây giờ trơn quá sao ăn? Thì phải trộm. Có khi em biết được trò này sau này rủ bạn về nhà chơi giống vậy đó. Trời ơi đẹp á. Được á, đúng rồi, hay quá, hay quá. Đó, đơn giản mà. Quan trọng mình phải bình tĩnh. Đó, đừng cái rồi đó. Ráng đi em. Đó, ừ đấy, ừ đó, ừ đó, hay quá. Ừ, giỏi. Đó, được hai cái rồi. Hay quá, hay quá. Ráng lên. Nhưng mà càng xa là cái mình phải chồm càng nhiều á. Đúng rồi, hay quá em ơi. Ba cái rồi, còn bảy cái nữa. Ê, không mấy anh bớt giống như cái nãy đi. Chỉ cần em được 7 miếng thôi là được 4 cái nữa. Đó, 4 rồi. Ráng em ơi. Thôi để em lớp qua đây. Nè, trước mặt này xong ăn. Cao. Ê, đúng rồi. Vậy thôi bạn nha. Ý, trời ơi, riết mặt. 5 phút nữa em quen là em trượt băng như này luôn á. Em tự tin liền luôn á. Ừ ơi. Trời, còn 2 cái nữa mà thôi. Hả? Còn cái nữa em, cái cuối nữa. Sao em thấy cái nào nó cũng xa thì hết đó hả? Thì bởi hồi nãy xử luôn cái này cũng. Thì coi kia bên đây. Yeah. Ok, rồi, được rồi, xong rồi.
Rất giỏi. Mừng quá, bây giờ em sao? Phải đi ngược lại không? Đi ngược lại chứ. Không, dỗ mà em đi ra chứ. Thì em hỏi anh trả lời đi, đường ngược lại đi. Không, em bây giờ đi. Đập vô đi, thử thử ngược lại coi. Em ơi, Hoàng Vân Anh ơi, đi đi. Hãy đi. Hãy đi đi. Chúc mừng em đã hoàn thành được nhiệm vụ rất là xuất sắc, vượt qua được chính mình và đem về số me này, nguyên liệu chính dành cho bạn An. Cảm ơn anh. Này em ơi. Đó, canh chua là phải có me chứ. Nhớ mặn chua đầy đủ cho chị nha. Em cảm ơn chị. Cho em phát biểu đi. Phát biểu đi em. Thấy anh chị vui quá. Em vui, còn nguy hiệu mà em chưa xài. Sao em? Quên chị nguy hiệu luôn á. Anh vàng rapper á. Ừ. Đó giờ em thấy anh dẫn MC không à. Vậy bây giờ em muốn sống lại cái thời hoàng kim của anh. Anh rap cho em bài nghe. Rap bài. Không, rap bài em thấy này được. Mà trên cái điệu giọng cổ nha. Trời đất, trước giờ chưa ai làm vụ này luôn á. Vậy mới là thử thách. Ok. Trời ơi. Với sức khỏe như chương trình thuận tiện. Nên giữa đông xưa, nên chưa thể tìm kiếm bạch thu hà. Dịp mơ mơ lên cho đôi thật đông mệnh sẽ rực rỡ. Làm sao quên tiếng người với tiếng người thương mong chờ. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiên. Nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn. Bạch Thu. Được rồi anh. Anh ơi, để tụi em nấu ăn anh ơi. Xuất sắc anh ơi. Được chưa? Hài lòng chưa? Cảm ơn anh. Nấu cho ăn ngon nha. Đi, hai mình nghỉ ngơi xíu cưng. Anh có định hát nữa không chứ? Rồi. Đừng hát nữa nha. Giật quá. Ra đây em không nghe nổi nữa đâu. Đây rồi, hai siêu phẩm ngày hôm nay. Ôi, màu sắc rất là bắt mắt nghe. Một bên là nấm kho tiêu, một bên là canh chua dân dã. Và dạ, bên cạnh đó là đúng với cái từ khóa mà nãy giờ Vân Anh cũng chia sẻ luôn. Đúng. Ngay, bây giờ bạn Vân Anh muốn là ăn món nào trước? Thường thì mình ăn mặn trước, sau đó mình mới ăn canh. Dạ rồi, xin mời Vân Anh. Thơm anh ơi. Thơm không? Ủa, anh không thử hả? Dạ, MC không được thử hả? Quà của em, không phải quà của anh, nấu cho em ăn. Anh rác. Phương trình anh sẽ ăn. Đó, nấm giòn không? Vị mặn sao? Tiêu nồng quá không? Nấm dai, giòn, ngon. Rồi đậm đà. Như vậy là với món nấm kho tiêu này thì không biết là bạn Phương muốn chúc Hoàng Vân Anh điều gì? Em chỉ muốn chúc chị là nhiều sức khỏe. Sau chương trình này sẽ được thưởng thức được nhiều món ngon. Rồi, cảm ơn em. Và chị hy vọng là chị cũng được thưởng thức những món ăn mới. Biết đâu chị cũng thưởng thức được những món khác từ đó. Em xin mời Vân Anh cũng nước ạ. Dạ. Chúng ta trả khẩu vị mình về số 0 để bắt đầu thưởng thức canh chua. Đẹp quá, là đúng cái màu canh chua anh thích nữa. Ủa sao anh thấy đây em mong nấu theo mặn hả? Dạ chai ạ. Bên đây chai tỉnh game quá vậy. Vô tình giống như em ăn chai vậy anh. Không, mọi người ơi, em vẫn thưởng thức món mặn bình thường nha. Thôi nói chung là đã lỡ bên đây chai vẫn tốt mà. Tốt cho sức khỏe mà. Ok mà. Rồi. Mà quan trọng là cái phần rau bên trong còn giữ được cái độ tươi, độ giòn hay không. Đó, à, giòn không, giòn không. Trời, đã mà phê mà mắt mí giật. Rồi mọi người sẽ hiểu. Anh ăn thử một miếng đi để có cảm giác giống em. Vậy hả? Trời làm quá đi trời. Lại một lần nữa. Không, cái này giật thiệt em. Nó ngon. Nó thấm. Hai món ăn ngày hôm nay. Canh chua và nấm kho tiêu. Món nào giành chiến thắng? Cái món mà em chọn nó ngon hơn thiệt. Ngon hơn một xíu thôi. Là món Nấm. Nấm kho tiêu, tại sao nó em nhẫn một tí nấm kho tiêu. Bởi vì đậm đà vừa phải. Đúng. Thơm. Như vậy là chúc mừng cho món nấm kho tiêu. Và phần giành chiến thắng đã thuộc về bạn Phương. Xin chúc mừng bạn.
Kính thưa quý vị, đây là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng sẽ thuộc về người thắng cuộc ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn Phương với món nấm kho tiêu. Dạ, anh cảm ơn. Bên cạnh đó, món quà tinh thần dành cho người về nhì, một cái bắt tay, một cái lời động viên của Hoàng Quân Anh dành cho bạn Thanh An. Cũng rất là vui khi mà thấy một bạn nam vừa trẻ vừa tài giỏi mà lại biết nấu ăn nữa. Xuất sắc hoàn hảo. Mong rằng là em cứ giữ cái phong độ này và hơn nữa để có được một cái gia đình nhỏ thật là đáng yêu sau này. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, cảm ơn Trung Phương, cảm ơn Thanh An. Thực sự là hai bạn làm tôi cũng rất là tự hào. Trẻ tuổi như vậy mà nấu ăn rất là ngon. Còn với riêng Hoàng Văn Anh, hãy luôn giữ mãi cái sắc thanh xuân này, nhiệt huyết này với nghệ thuật. Bên cạnh đó là sự yêu thương của khán giả. Mãi là một cô đào thương thành công trên sân khấu. Vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn hai em rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.